Tôi khẳng định một lần nữa, tôi không tơ tình với anh. Và nếu như tất cả mọi người ở đây đều khăng khăng cho rằng tôi đang gian díu với anh, thì tôi sẽ mời công an vào cuộc để tìm lại sự trong sạch cho mình. Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không để con tôi lớn lên xấu hổ vì cho rằng mẹ nó đi giật chồng người khác đâu. Tại sao một cái việc nhỏ nhoi như thế mà em làm cũng không xong? Em không ngờ là con mẹ nó... Chị mới không ngờ. Sao em có thể làm việc sơ sẩy thế? Avatar thì để đại một cái hình chim muông hoa lá cành là được. Còn cả tin nhắn nữa em bắp lên làm gì? Một cái clip đã đủ lắm rồi. Em cũng nghĩ là... Bây giờ thì hay rồi. Nó đòi công an vào cuộc kia kìa. Mà nó làm đến cùng đấy. Bây giờ làm thế nào hả chị? Còn làm thế nào nữa? Phải bịt miệng nó lại thôi. Chỗ chị em thân tình, chị cũng thấy ái ngại cho em quá. Nhưng vụ này Hạnh mà làm căng là cũng mệt đấy. Nhưng mà em không hiểu. Nếu như không phải Hạnh đàn em, vậy thì ai cố tình giở trò giả mạo như vậy? Hay là em gây thù chuốc oán với ai? Thế thì cũng có người rảnh thật đấy. Mà không được em Hạnh hâm mộ, thất vọng à? Thôi, chị khuyên thật, em về thuyết phục vợ, giải quyết chuyện sao cho kín kẽ. Về phía công ty thì chị cũng sẽ làm rõ đây là một hiểu lầm. Hạnh trong sạch, thế là vẹn cả đôi đường. Chứ chị cũng không muốn vì cái tai bay vạ gió này mà mất đi một thiết kế cứng đâu. Nhưng mà trong vụ này, nếu như không biết ai giở trò, đến bản thân em còn bức xúc bực mình mà nói vợ em không tin ấy. Thôi, trước mắt thì cứ về bàn bạc với vợ đi. Em cũng nhìn thấy sự quyết liệt của Hạnh rồi đấy. Không để lâu được đâu. Mà nếu cần chị nói đỡ gì với vợ em thì cứ nói nhé. Dạ, em xin phép. Có thể có sự nhầm lẫn ở đây. Hạnh, anh sẽ đưa vợ anh tới trực tiếp xin lỗi em. Về chi phí vào viện cũng như tổn hại nếu có, vợ chồng anh chịu trách nhiệm. Vấn đề nằm ở vợ chồng anh. Một lần nữa, anh xin lỗi. Thật ra, em cũng chỉ muốn lấy lại sự trong sạch cho bản thân mình thôi. Anh Quân! Anh Quân! Anh ạ. Có chuyện gì? Happy nhờ tôi đưa cái này cho anh. Thú thực là tôi cũng hơi ngại, nhưng con bé nó nhất định phải đưa cho anh. Chỉ là cái thiệp thôi mà cô cũng ngại à? Hay là cô có vấn đề gì với tôi? À, tôi sợ con bé gây ra rắc rối, làm phiền tới anh, cho nên... Có gì phiền đâu chứ. Ra làm chê Long vì có con cá to hơn.